Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình quay trở lại cái con game là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp nha anh em. Thì mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất của con này để mấy anh em chơi ha. Rồi thì con Tiên Kiếm Kỳ Hiệp sẽ chính thức open server mới cho mấy anh em chơi nha anh em. Thì đây là một cái con game revive ha, có cả là Android lẫn iOS luôn, cho nên anh em có thể chơi con này nha anh em. Thì con này có thể gộp server nha anh em, cho nên anh em có thể chiến cái server mới bất kỳ ha. Thì bây giờ mình sẽ đi gửi đến cho mấy anh em những cái thông tin chi tiết của các server mới để mấy anh em chơi nha anh em. Rồi trước tiên thì anh em đi tải game nha anh em. Thì đây là cái trang chủ ha, Tiên Kiếm 360 độ chấm online nha anh em. Thì ở đây nó có đầy đủ tất cả các link cho mấy anh em tải ha. Thì ở đây nó có là iOS nè, Android nè, PC giả lập nè. Thì anh em chơi cái nền tảng nào thì anh em có thể tải về nha anh em. Anh em nào cần hỗ trợ thì có thể liên hệ AD Game nha. Thì anh em nhớ là tạo tài khoản trên cái trang chủ luôn nha anh em. Đấy, trên cái trang chủ là Tiên Kiếm 360 độ chấm online nha anh em. Khi mấy anh em tạo xong thì mấy anh em có thể tiến hành đăng nhập vào phần quản lý tài khoản của mấy anh em ha, để mình tiến hành nhập những cái code nha anh em. Còn đây là cái fanpage chính thức của con là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp nha anh em. Thì con này sẽ chính thức open server 70 nha, vào lúc 10 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2024 nha anh em. Để chính thức open server 70 thì anh em có thể chơi server mới nha anh em. Vì server này có thể gộp cho nên anh em có thể chiến server mới nha anh em. Thì con này á, là sẽ free cho mấy anh em là nguyên một cái bộ code tân thủ luôn. Thì cái bộ code tân thủ á, nó nằm trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em ha. Tí xíu nữa mình sẽ hướng dẫn cho mấy anh em đi nhập cái bộ code tân thủ nha anh em. Thì anh em thường xuyên ghé thăm fanpage á, thì anh em sẽ nhận được những cái code hỗ trợ như thế này nha anh em. Những cái code ngày nè, thì anh em sẽ săn thêm những cái code này nha anh em. Hoặc là anh em join in vào group Zalo á, giúp group Zalo và group Tele nha anh em, để anh em nhận thêm những cái code và nhận thêm những cái chương trình hỗ trợ của cái con game này nha anh em. Thì anh em có thể chiến cái server mới ha, server 70 nha anh em. Thì ngoài những cái code tân thủ á, thì anh em có thể làm thêm cái sự kiện like share nha anh em. Thì anh em làm chia sẻ thì anh em sẽ nhận được 200 ca su nè và 50 ca tích nạp nha anh em. Thì anh em làm đầy đủ tất cả các bước á, anh em gửi về thì anh em sẽ nhận được một cái phần quà của cái sự kiện live share nha anh em. Rồi thì bây giờ anh em sẽ đăng nhập vào phần quản lý tài khoản của mấy anh em ha. Thì sau khi mấy anh em đăng nhập vào phần quản lý tài khoản của mấy anh em thì như thế này nha anh em. Thì ở đây nó có rất nhiều sự kiện cho mấy anh em tham gia nha. Thí dụ ở đây anh em có thể tham gia group nè, anh em nhận thêm 100 ca su nha anh em. Đấy, rất là ngon nha, 100 ca su và tích nạp luôn nha, rất là ngon nha anh em. Còn đây là phần nạp xu nha anh em. Đấy, những quà tích lũy nạp đâu, rất là nhiều phần quà trong cái phần quản lý tài khoản của mấy anh em ha. Thì cái phần nạp xu á, thì anh em sẽ được phiếu mãi nè, 300% giá trị nha, khi mấy anh em nạp bằng Momo và Ban. Còn thẻ cào thì chỉ được 250% thôi nha anh em. Còn đây là phần cửa hàng nha anh em. Thì anh em có thể mua những cái vật phẩm ở trong này ha, bằng cái xu web nha anh em. Đấy, anh em có thể điểm danh nè, anh em nhận thêm xu ha, để anh em có thể mua những cái vật phẩm trong cửa hàng nha anh em. Và nó có những cái phần thưởng như là tích nạp nè, nhận quà đua top nè ha, nhận quà phân cứng nè, nhận quà chia sẻ mấy chủ mới nè anh em, nhận quà tham gia group nè. Đấy, còn đây là phần danh sách cô đi nha anh em. Thì đây là cái danh sách cô đi chung. Đấy, đây là toàn bộ cái phần cô đi chung của cái con game này nha anh em. Thì anh em sẽ lấy nó và nhập vào trong phần gift cô đi ha. Thì mình đang quay cái server này là mình đã nhập rồi nha anh em, cho nên để tránh mất thời gian của mấy anh em cho nên mình không có nhập lại nha. Thì ở đây anh em chỉ cần chọn server 70 thôi nha anh em. Đấy, server mới ha. Để anh em chọn server xong thì anh em sẽ nhập tất cả các code ở đây vào nha anh em. Đấy, rất là đơn giản ha. Rồi, sau khi mấy anh em đã nhập tất cả các phần code á, thì anh em sẽ vào game ha. Anh em sẽ vào phần thư mấy anh em nhận nha. Thì mình sẽ nói thêm về tí xíu trong phần game nha anh em. Thì sau khi mấy anh em tạo nhân vật thành công á, thì mấy anh em sẽ nhận được những cái phần quà như thế này nha anh em. Đấy, anh em sẽ nhận được một set đá nè, cấp 50 nè ha. Và một set đồ nè. Và anh em sẽ dùng kim nguyên bảo để mấy anh em lên VIP nha anh em. Và anh em được tặng là full ảo hóa thần ma luôn, rất là ngon nha. Và 20 ức kim nguyên bảo nha anh em.
Thì con này thì free nguyên liệu cho anh em rất là nhiều luôn nha. Thì đây là một cái server revive cam kết với anh em là lâu dài nha anh em. Đấy, group đông anh em ha, đông người chơi nha anh em. Thì anh em có thể chiến cái server mới của con này nha. Rồi thì anh em sẽ vào phần thư ha. Anh em sẽ nhận tất cả những phần thưởng của mình nha anh em. Thì ở đây mình sẽ lấy toàn bộ ha. Anh em nhớ là khi mà anh em lấy quà tân thủ, cô đi tân thủ, anh em nhớ mở cái gương ra nha anh em, để tránh mất những cái phần thưởng của mình ha. Thì cho mấy anh em rất là nhiều luôn. Thì cái server mới đợt này có cho thêm cho mấy anh em là những cái danh vọng nè, những cái điểm danh vọng nè. Đấy, anh em nhập hết mấy cô đi thì anh em sẽ được những cái phần thưởng như thế này nha anh em. Rồi một lần nữa mình nhắc mấy anh em nhớ nha, server 70 nha anh em. Server 70 sẽ chính thức open vào lúc 10 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2024 nha anh em. Đấy, anh em nhớ giờ chơi cho nóng luôn nha. Thì một con game revive có cả là Android lẫn iOS luôn, có thể gộp server. Đấy, anh em có thể chiến cái server mới của con này nha anh em. Rồi thì toàn bộ link cũng như cu đi của con này mình sẽ để trong phần mô tả của video này nha anh em. Thì anh em vào mà lấy cho mình ha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.